Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn Baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho một cái bài hát mà mình được rất là nhiều bạn comment phía bên dưới những cái reaction trước đó của mình. Bài hát tên là On My Way, có ở đây có V-Flip, BY, Bình Nguyễn hay là Binh Nguyễn gì đó. Cái bài hát này của Under the Hood thì mình cũng chưa có nghe bao giờ cả, và tại vì được rất là nhiều bạn comment phía bên dưới nên là mình quyết định sẽ làm cái reaction cho cái bài hát này luôn. Ok, thì đó là thể hiện cái lòng respect cũng như là cái tình thương của mình cho các bạn đó. Ok. Ok, thì không có thời gian nữa, let's go baby. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì chắc là các bạn cũng biết mình sẽ nhắc nhở các bạn việc gì rồi đúng không? Always stay hydrated guys. Đây không phải là quảng cáo, nhưng mà rất mong là sẽ có một cái hãng quảng cáo nào, hay là một hãng nước nào đó sẽ sponsor cho mình. Ok, always stay hydrated. Mình phải uống nước từ mini stop đây. Ok, và đối với Under the Hood thì thực ra thì mình không biết là các bạn có để ý không ha, nhưng mà mình để ý là những cái thành viên trong Under the Hood khi mà rap á, sử dụng tiếng Anh khá là nhiều. BY cũng vậy nè, nhất là V-Flip là sử dụng rất là nhiều luôn, và V-Thăng cũng vậy, thì Minh Lai cũng vậy luôn. Mình nghĩ là hầu hết tất cả các gọi là rapper trong Under the Hood thì sử dụng vừa rap tiếng Việt, nhưng mà mình cảm thấy là nhiều khi rap tiếng Anh quá nhiều. Đối với mình, V-Flip là một trong những người mà rap tiếng Anh rất là nhiều luôn. Hầu hết là nhiều khi là có những cái bài chỉ rap tiếng Anh thôi, không rap tiếng Việt. Thì đối với mình thì mình vẫn mong là những cái thành viên của Under the Hood không có lạm dụng quá tiếng Anh. Tại vì theo ý kiến cá nhân mình thì đối với một cái rapper người Việt á, thì rap tiếng Anh thì nó không có khai thác được nhiều góc độ, cũng như là không có sử dụng gọi là tối đa những cái bars mà mình muốn delivery nhất có thể. Thì đó là cái cảm nhận riêng của mình thôi. Thì mình không biết cái bài này như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là chắc là sẽ có tiếng Anh cũng khá là nhiều đây, vì có V-Flip cũng như là BY nữa. Bình Nguyễn thì là ai thì mình không biết là làm beat hay như thế nào, nhưng mà ok, let's go baby. Graphics and producer James will be on my way, yeah, riding on my way. Oh, on my way, yeah, riding on my way. On my way, yeah, riding on my way. On my way, yeah, riding on my way. Chains on my neck, they shiny, ooh. Dance on them sexy, my Nike shoe. Hands on them catchy, kinda cute. Fuck it till she make that China juice. Doing back looks like Niger. In the back sip design. Cái sub của cái bài hát này lại đi ngược ha. Từ đây đi lên đây, bình thường sẽ từ trên xuống dưới, nhưng mà cái này là từ dưới lên trên. Ok, thì nhưng mà nói là V-Flip tại lại sử dụng tiếng Anh rất là nhiều. Mình nghĩ là chắc là sử dụng hết tiếng Anh trong cái bài này luôn quá. Ok. China, no I don't sleep with liars. Pretty bad bitch from China. Moving so fast, I'm Pikachu, you don't know what I'm finna do. Roll so fast, she keep me cool, play with that bag like peekaboo. We chillin' with Kim on the track, make a record or two. This man only stand in the back when I slapped your boo. Rippin' the river, we trippin' on the purple wave. Sippin' the liquor, they listen to what I say. Making it bigger, get richer, with my gang. We taking a picture, my figures, yeah, this my thing. Pulled up with my squad, ain't no GTA. Spinning shorty's ass like a CDJ. Staying in the bottom, you can find me, ayy. Bottles after bottles, bitch, I ride my wave. On my wave, yeah, riding on my wave. On my wave, yeah, riding on my wave. Đó là cái lý do mà mình gọi là vẫn muốn những cái thành viên cũng như là rapper Việt kiểu sử dụng tiếng Việt nhiều hơn. Tại vì biết là cái việc mà sử dụng vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nó sẽ rất là hay, nhưng mà nếu mà kiểu sử dụng tiếng Anh hết á, thì kiểu không biết là cái verse đó đang rap về cái gì á. Thì về cái verse của V-Flip đó mình thì chắc là hôm nay mình hơi khó tính xíu. Chắc là mình tới tháng rồi đó. Nhưng mà thực sự là
Không biết là cái verse này đang cái nội dung rap nó đang về cái gì. Thật sự đầu verse tới giờ thì mình cũng chưa hiểu lắm. Ok. Hoặc là có thể tiếng Anh mình ngu. Nhưng mà mình nghĩ là tiếng Anh mình cũng được được cũng đủ hiểu mà. Ok. Bottom, you can find me, ay. Bottles after bottles, bitch, I ride my wave. On my wave, yeah, I'm riding on my wave. On my wave, yeah, I'm riding on my wave, yeah. On my wave, yeah, I'm riding on my wave. On my wave, yeah, I'm riding on my wave. Hai ngón tay chéo nghĩa là không có hòa bình, tụi anh không phải hippie, gang gang. Oh, là cái bài này hả? Cái bài này trên TikTok bữa giờ hả? Ok. Tại vì cái bài hát này mình nghe trên TikTok bữa giờ luôn, nhưng mà mình không biết đó là cái bài gì hết. Ok. Nhưng mà lúc mà mình nghe TikTok thì mình cũng đoán được cái đó là cái giọng của BY. Ok. Let's go. Ok. Hai ngón tay chéo nghĩa là không có hòa bình, tụi anh không phải hippie, gang gang. Mấy em hippie thì nhảy tiếp, they love you when you show your titty pretty thing. Morpheus nói chồng một con đi tới 50 nhưng mà hai con nhìn đi chang. Anh nói anh không thể lựa lựa hết ngày, he say cause they 20, really? Đưa hết đây, tụi anh không tới lấy, tụi anh cướp. Đưa hết đây, đại nã xuống sàn nhà. Khán giả nhảy loạn xạ, không được nhìn xuống như bước trên dây. Ngước lên đây, những cô gái đó không phải con tin. Họ tự chạy theo anh. Ê, họ muốn thấy chiếc Mercedes màu xanh. Trần quá thấp, em phải bỏ để vô. Tears, nipples. What? Ê, they like to wipe their faces on my windows. Ê, họ gọi anh bằng những cái tên anh biết đâu. Họ nói anh có thể là một ngôi sao, biết đâu. Từng ngủ ở trên sàn nhà để âm nhạc đánh giá. Mí sụp của nó cứ nghĩ anh nhàn hả? Man of business, murder on the beat. M.O.B, shit, anh là tất cả những thứ đó. Cộng với một lạng ca. Với một lạng ca, tại tao đã thành điếu. Bình Nguyễn hả? Đúng không? Bình Nguyễn hả? Thứ đó, cộng với một lạng ca. Với một lạng ca, Bình tại tao đã thành điếu. Trôi qua từng phút, tao lại hút thêm một chút. Ngoài này nói nhiều, chia cho đến chiều. Đây đường để lối vào hẻm tôi hiên mà hút. Rồi tao thoát xác chứng thân vào cái khác. Rẽ xuôi rẽ dọc cùng rẽ vào phái ác. Thực tại tương lai vân vai qua kiếp khác. Trực tiếp thực hiện khi cơ nghiệp tao tái phát. Nhưng tìm phải nói, nhịp đó cần phải ăn. Tao nghĩ cách thói vào mà tối cầm mấy xăm. Sắp thức sang bay từ một rất khô khang. Cùng ngày cùng tháng như huyền thoại rất cục bèn. Thằng nhóm tao nói bì ba bì bô. Còn mấy người gỗ Pinocchio. Ngồi sao bóng đá trên Charito. Tao đã vào ấp như là Mario. Có một vài tính kim chỉ đốt 4 giờ. 20 phút nữa đông cho hẹn để hết xô. Hết xô từ đây cho tới hết November. Cờ đến là fuck, thêm mấy cô em chờ. Thì cũng hay như vừa cay lại vừa tiếc. Boy my homie spirit sẽ on the street. Người nhìn người liếc, cái bên đẹp xiết. Sẽ khi xét xong Instagram tụi là biết. Under the hood, anh em đều có phần. Chơi lâu với nhau vì anh em luôn sống thật. Hôm nay chủ nhật, ngày rơi vào cuối tuần. Tiếp tục hút cần rồi dạo quanh quận Phú Nhuận. Peace. Ok. On my way, yeah. Graphics số 1. Ok, vậy chắc là sắp tới sẽ có những cái graphics số 2, số 3. Cái này mình nghĩ là sẽ là cái một cái series của Under the Hood quá. Thì yeah. Và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Thì như mình nói là đối với mình thì mình vẫn refer những cái rapper Việt kiểu rap tiếng Việt nhiều hơn. Mình vẫn ý là sử dụng vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh vẫn ok. Ví dụ như BY thì mình cảm thấy là nó cái lượng tiếng Anh nó khá là đủ và cái lượng tiếng Việt nó khá là cân bằng. Còn kiểu như V Split thì toàn kiểu nguyên cái verse của V Split là sử dụng tiếng Anh hết luôn. Thì sự là nguyên cái verse đầu mình cũng không biết là rap về cái gì, cái nội dung nó là về cái gì á. Ý là các bạn hiểu không? Ok, ý là chắc là mình hơi khó tính xíu, nhưng mà ok thì đó, mình không có chê V Slip ha, tại vì về cái tiếng Anh, về phát âm thì ok, rất là tốt luôn. Nhưng mà chủ yếu là mình cũng muốn nghe một cái bài nhạc nó có một tí xíu nội dung, một tí xíu thì đối với mình là như vậy. Còn về Bình Nguyên, sorry, ban đầu mình đã đọc tên sai của cái bạn này thì cái verse khá là ok, mình thích cái verse mà Mario, Chicharito rồi cái gì nữa, Pinocchio rồi ok, cái verse đó khá là đỉnh á, Biba Bibo, ok, cái verse đó khá là đỉnh. Mình không biết là các bạn này sinh năm bao nhiêu, nhưng mà theo một cái hình ảnh mờ ảo như vậy thì maybe là chắc là sẽ đang kiểu trong độ tuổi khá là trẻ. Thì rất là mong là Bình Nguyên sẽ keep it up và ra những sản phẩm mới. Thì đây là lần đầu tiên mình nghe cái bài hát có mặt của bạn này luôn, có cái sự góp giọng của bạn này luôn, thì mình khá là thích. Tại vì phân bổ cái verse rất là hay và mình thích cái verse ngay cái chỗ mà
chơi vần ngay chỗ Bibo Bibo, Pinocchio, Mario gì đó, vậy đó. Ok, cảm ơn anh em đã comment bài hát này phía bên dưới, tại vì nhờ mấy ông thì tôi mới biết tới cái bài hát này, và cũng như là shout out cho tất cả anh em, cũng như là shout out cho Under the Hood. Thì đó là cái reaction của mình, mỗi ý kiến của mình chỉ mang tính cá nhân thôi. Ok, và mình luôn keep it real nhất có thể, và mình nghĩ gì thì mình nói sẽ nói như vậy luôn. Ok, và đó là cái reaction của mình. Hãy đón chờ cái reaction tiếp theo của mình ở thời gian sớm nhất. Ok, và nếu mà các bạn có đang biết một cái sản phẩm nào đó hay thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha. Nếu mà comment nhiều hoặc là được nhiều tương tác thì mình sẽ làm cái reaction cho cái bài hát đó. Ok, và reaction của mình đến đây thôi. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ. Ok, và như mỗi khi chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ, và hãy nhắc nhở những người xung quanh chúng ta uống nước nha. Và nếu các bạn chưa uống nước thì hãy uống nước để always stay hydrated. Và peace and I'm out. Bye guys.